kính chào tất cả các bạn. Và cũng không quên chúc các bạn rất nhiều sức khỏe. Để từ tới giờ mà có đến tháng Trung Quốc thì đến cô bác anh em mà nhận phẩm yêu em dài lâu. Em như con gió thu bay bay nhẹ nhẹ đưa anh đi tìm mình thơ. Thank you.